Xin chào các bạn nha. Mình đang cầm trên tay đây là hai cục phát wifi. Cái cục bé này là cái sim Docomo. Đấy. Và cái cục to này là SoftBank. Thì khác nhau cái hai cái này đều là của Huawei. Thì cho dù là cái lệnh cấm của Mỹ đối với Huawei đã được rất là gắt gao, tuy nhiên thì ở Nhật thì Huawei vẫn là một cái thế lực mạnh nhất trong các cái cục phát wifi cũng như các thiết bị về di động của công ty Huawei Nhật Bản. Thì đây là cục phát GL06P và đây là cục phát 501HW. Cục này là mình mua trên đấu giá của Yahoo với giá là hơn 1 sen. Và cái sim thì là mình tự đăng ký sim của Rakuten, gói 10GB một tháng với giá 2 sen 2. Và mình có làm clip về cái đăng ký sim ấy. Còn đây là cái cục phát này là của sim SoftBank là 4G LTE full dung lượng, mình có mua trên mạng. Và mình đã dùng thử một tuần, mình đã up video các thứ đều rất là ok. Hôm nay thì mình sẽ làm cái video này để giới thiệu cho các bạn cái khi mà các bạn cách mua một cái cục phát wifi full dung lượng tốc độ cao 4G LTE mà giá có 3.8 một tháng, mà cái này 10GB là 2.3 một tháng. Thì cái này cái 10GB này nếu mà các bạn là dùng một mình thì mình nghĩ là ok. Khi mà hết tốc độ cao ấy, thì các bạn vẫn có thể xem YouTube một cách thoải mái với tốc độ 240 đấy, thì vẫn xem được chất lượng 244 nhỉ. Thì khá là ok nếu dùng một mình các bạn thôi. Còn đối với mình thì mình hai người dùng, và hiện tại số lượng máy dùng là khá nhiều, một cái máy tính và ba cái điện thoại. Thì một cái gói 10GB như này thì không thể đủ để đáp ứng được, và rất là chậm, dùng rất là bất tiện, chỉ để đủ để đọc báo thôi. Còn cái việc mình làm up video lên YouTube phát tự thì hoàn toàn là không thể, thì vẫn phải đến công ty để up và bằng mạng wifi công ty hoặc ra siêu thị để up. Tuy nhiên thì khi mà mình mua cục phát wifi này 3.8 thì lúc mà mua ban đầu đây là cục phát Huawei 501, nói giờ nó chỉ là sau cái Huawei 601 thôi. Cái này là tốc độ đường truyền đến tận 800 megabit trên giây, và cục phát cao nhất bây giờ là 1.2 gigabyte trên giây. Tuy nhiên là tốc độ thực tế nó không đạt được như thế, nhưng mà cũng rất là cao rồi. Nhà mình cũng đã ra AU, cũng đã ra Rakuten và WiMAX. Mình đã gọi điện lên hỏi tất cả các cái trung tâm này về cái cục phát wifi để tham khảo. Thì cái WiMAX này thì nó là tốt nhất này. WiMAX này thì là tốc độ cao nhất. Tuy nhiên thì WiMAX thì mình phải có thẻ credit, trong khi mình chưa đăng ký thẻ credit thì mình không đăng ký được. Hoặc là cái WiMAX của AU ấy thì là phải có credit, còn cái WiMAX cộng của một cái broad, WiMAX cộng broad nhỉ, cái đấy thì là phải có vĩnh trụ thì mới đăng ký được. Thì còn AU và Rakuten thì Rakuten thì không có wifi cầm tay, chỉ có AU, nhưng mà AU và cái cục phát wifi 601 nó là tốc độ có thể đến 5G, rất là mạnh. Tuy nhiên giá của nó mỗi tháng là tận 5 sen 2, và chưa kể lúc ban đầu bạn phải đóng 2 man 2. Còn đối với cục này 501 này của SoftBank 4G LTE thì các bạn lại không phải mất cái tiền hợp đồng, cũng không phải đăng ký bằng giấy tờ, không đăng ký bằng thẻ ngân hàng, nên là các bạn không lo bị lấy cái mật khẩu ngân thẻ ngân hàng các bạn để mua hàng những cái khác. Vì hiện tại ở bên Nhật này thì cái tình trạng mà người Việt lừa người Việt rất là nhiều về cái việc đăng ký sim rồi báo mất máy các thứ, lấy cái mật khẩu Docomo, lấy mật khẩu ngân hàng của các bạn để đăng ký mua các cái mặt hàng khác. Thì tình trạng đấy rất nhiều, trên các bạn có thể thấy được trên hàng ngày trên các trang nhóm bài tổ các thứ rất là nhiều. Thì khi mua cái này thì mình phải đóng 1 man, tuy nhiên là sau khi mình các bạn dùng thử 3 ngày, nếu các bạn thấy ok thì các bạn chuyển tiền cho người ta. Tất nhiên là họ cũng phải tin tưởng mình, là trong trường hợp mình không bùng lấy cái cục phát của người ta. Còn cái việc mà nếu mình không mình bùng thì người ta sẽ khóa chặn cái sim ngay ở dưới kia, thì mình sẽ không dùng được mạng. Cái đấy thì họ không lo là cái bùng cái cục phát này này, và cái sim của cái phôi sim thì cái giá của nó khi mà mua nhà mạng thì đã mất 3 sen rồi. Đấy, và các thông tin các thứ thì tổng là 1 man, và đã bao gồm cái tháng của các bạn đang dùng. Bây giờ tháng này là tháng 12 thì mình mua từ đầu tháng, thì đóng 1 man thì đã gồm luôn cái 3.8 của cước phí của tháng 12 rồi. Và tốc độ rất là mạnh mạnh như các bạn
mình up video thì tất nhiên nó không thể bằng được cái mạng dây cố định, nhưng tuy nhiên mình thấy như thế là rất là hài lòng, nó bằng với cái tốc độ wifi ở mình đang sử dụng để up video, tương đương ngang ngửa nó 4G LTE nha các bạn, SoftBank 4G LTE. Thì cái hiện tại là cái sim này là full dung lượng tốc độ cao, mình sẽ đo cái dung lượng hiện tại đang dùng cho các bạn xem. Đây mình dùng khoảng 1 tuần và cái hiện tại mình đã dùng được 53,38 GB trên tổng là 999 GB. 999 GB thì tương đương với cái việc là đây là một cái cục phát không giới hạn, các bạn có thể dùng tẹt tẹt tẹt. Nếu mà một người dùng mà có thể dùng để làm các việc như cả làm YouTube các thứ thì mình nghĩ là 1 tháng sẽ dùng hết một cái sim khoảng tầm 300 GB là nhiều. Còn đối với những người dùng bình thường thì mình nghĩ khoảng tầm 150 GB nếu các bạn có vừa chơi game vừa xem các cái đọc báo rồi YouTube các thứ bình thường ấy, thì 150 GB là đủ cho các bạn dùng. Thì tuy nhiên thì mình thì dung lượng là lớn hơn, dùng lớn hơn nên là mình phải lấy cái dung không giới hạn này. Cái 1 sen và cái 100 GB và 300 GB thì nó cũng giá nó không thấp hơn so với cái vô game cái không giới hạn này, là bao nhiêu, chỉ thấp hơn vài trăm yên thôi. Thế thì tại tội gì mình không lấy cái không giới hạn mà dùng cho nó sướng. Hiện tại mình có máy tính dùng này, rồi 3 điện thoại dùng, vẫn xem YouTube, vẫn up video, vẫn dùng, nói chung là rất thoải mái. Còn pin của cái này thì nó cũng khá ok. Video này thì mình không phải là làm để quảng cáo cho cái người bán này, vì hiện tại trên mạng có rất là nhiều các cái fanpage người ta bán hàng, cũng có cái thông tin tương đương là gửi hàng và trả tiền, không có hợp đồng, không có đăng ký thẻ ngân hàng đấy, thì các bạn có thể hủy lúc nào thì hủy, chỉ cần báo với cái nhà cung cấp này thì người ta sẽ hủy ở dưới tổng đài của người ta và không phải nộp phạt khi hủy hợp đồng đấy. Và cái cục này khi vào hủy hợp đồng thì bạn không phải trả lại cho cái người bán đấy. Và cục này là cục SIM free, nếu các bạn có về Việt Nam đi Lào chơi thì các bạn vẫn lắp SIM mà dùng thoải mái. Đấy, đây là cái tiện của cái gói này. Và ở đây thì có, ở chỗ mình thì mình dùng cái Docomo này này, nhưng mà Docomo của Rakuten này này, nhưng mà nó chỉ hiện lên là có 3G thôi đấy, các bạn thấy chỉ có 3G thôi. Nên, tuy nhiên thì xem YouTube thì 144 thì vẫn các bạn vẫn xem được, một lúc 2 máy mình vẫn xem được. Và cái này thì nó là 4G LTE luôn của SoftBank đấy, xem rất là thoải mái. Thì nó không thể bằng được cái của AU người ta quảng cáo này, WiMAX 2 cộng nữa là 5G đấy, thì nó ngon hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì nó nhiều cái ràng buộc khác và giá nó đắt hơn rất là nhiều, 5 sen 2 và 3 sen 8. 3 sen 8 này không bao gồm, không không phải tính thuế nữa, nghĩa là nó trọn gói 3 sen 8. Và khi mà mình mua thì người ta sẽ gửi cho mình một cục như thế này và một cái cáp để sạc, thì nó là một cái USB tai bi thôi. Thì các bạn có dùng sạc Android bình thường ấy, tai bi bình thường thì các bạn sẽ sạc được bình thường, không vấn đề gì. Pin thì dùng từ sáng đến tối đến bây giờ. Đây đây thì hiện tại là 6 giờ, gần 6 giờ nhưng mà vẫn còn một cọc pin thì dùng từ sáng 7 giờ đến giờ. Sạc đầy tối qua nha các bạn. Thì vẫn dùng từ hôm qua đến giờ. Nói chung là nếu bạn dùng liên tục thì mình nghĩ được khoảng tầm, nếu mà xem phim liên tục mình nghĩ là được tầm 6 tiếng thì bạn có thể xem được thoải mái, dùng thoải mái. Tại đây các bạn rất là tốt. Nếu bạn nào cần giới thiệu ở cái chỗ mua thì mình sẽ nhắn tin cho mình sẽ giới thiệu cho, mình không quảng cáo cho người bán này, vì đấy là mình mua trên mạng của một người mình không quen biết chứ không phải là bạn bè của mình. Mua thì thực ra mua trên mạng của bên này thì nói thẳng là may hơn khôn, mình cũng mua liều đấy các bạn, mình mua liều chứ không phải là quen biết để mà mình mua. Thì rất là may là cái chỗ này người ta cũng bán hàng rất uy tín, người ta bảo là dùng 3 ngày nếu như ok thì chuyển tiền cho người ta. Thì mình cũng rất là hài lòng và mình nhận cái cục phát về mình dùng 3 ngày thì thấy mạng ok thì mình chuyển tiền cho người ta, trả tiền một man cho người ta. Đấy thì vẫn dùng ngon lành chứ không phải là chuyện nhận tiền xong người ta cắt nha các bạn, vẫn ok. Còn cái của Docomo này thì giá nó rẻ hơn, thì 2 sen 2 thôi. Tuy nhiên thì mỗi tháng chỉ có 10 GB tốc độ cao, hết tốc độ cao thì các bạn phải chuyển về tốc độ 3G bình thường và xem khá là chậm, nên thì nó cũng hơi bất tiện chút. Nếu mà dùng một mình thì các bạn, mình khuyên các bạn là hãy đăng ký sim Rakuten, mua cái sim, một cái sim nào đấy, và mua một cục phát wifi này tầm 1 sen ở trên Yahoo hoặc là ra các cái cửa hàng đồ cũ hay Hotspot hay là gì đấy, thì cái này tầm 1 sen thôi. Thì mình cái này giờ mình cũng đang thừa đây,
Thì nếu bạn nào mua mình bán luôn. Thì tuy nhiên thì là đùa thôi cho vui thôi, nhưng mà nếu mà các bạn dùng một mình ấy thì một cái gói 10 GB là mình thấy ok, nếu các bạn thoải mái hơn thì 20 GB thì nó tầm 3 sen. Nên nếu mà 3 sen thì các bạn mua cái này thì thêm 800 yên mua cái này dùng full giới hạn tốc độ cao thì không sướng hơn rất là nhiều đúng không ạ? Ok thì video này mình xin giới thiệu cho bạn một cái gói cước nó như thế. Thì để các bạn có cái nhất là các bạn mới sang Nhật ấy thì hoặc là visa ngắn 1 năm thì các bạn nên mua những gói như thế này để dùng, vừa không bị ràng buộc về hợp đồng, không bị lo là mua hàng bị lừa lọc các thứ. Đấy thì chúc các bạn may mắn, và nếu cần thông tin hỗ trợ gì thêm thì cứ inbox cho mình sẽ hỗ trợ và giải thích thêm cho. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong các video lần khác.